Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương nha cả nhà. Chúng ta sẽ được nghe tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm một nửa của mình. Và sẵn đây Uyên Quỳnh cũng xin nhắn nhủ với những anh chị tham gia chương trình Kết Nối Yêu Thương rằng chương trình Kết Nối Yêu Thương của Uyên Quỳnh mở ra nhằm tạo điều kiện cho những anh chị cô đơn đi tìm một nửa của mình. Tuy nhiên, những anh chị tham gia chương trình cần làm một video giới thiệu về bản thân của mình. Tuy nhiên, trong thời gian qua vì quá bận rộn mà những anh chị gửi tin nhắn cho Uyên Quỳnh chưa có nhắn tin lại thì vui lòng chờ. Uyên Quỳnh sẽ gửi tin trả lời trong thời gian sớm nhất. Nào bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay. Em rất là vui chào đón chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Chào em. Dạ. Chị có thể cho em biết chị tên gì và chị chào cộng đồng ha. Trước hết xin chào cộng đồng bạn và tất cả mấy chị em trên đường kinh Kết Nối Yêu Thương của Nguyên Quỳnh. Mình tên là Phương Họ Trần, đường đấy tên là Phương Trần đó. Hiện mình đang ở Florida. Thì mình đang ở Mỹ ở Florida. Dạ. Yeah. Chị sinh năm mấy ha? Sinh năm 67 mà trên giấy tờ là mình 66. Dạ. Chị hiện tại đang làm công việc gì hả chị? Mình làm nail thôi. Chị qua Mỹ được bao lâu rồi? Mình qua năm 2000. Năm 2000 cũng khá lâu lâu ha. Chị đi diện gì ha? Chồng bảo lãnh. Rồi chị với ông xã được mấy đứa con ha? Ảnh thì ảnh có vợ trước á, ảnh có hai đứa con. Mình qua với ảnh thì mình có được thằng trai. Qua năm 2000 thì 2001 mình sanh bé. Năm nay thì mình đã được 20 tuổi rồi. Giờ đang học đại học năm thứ ba. Con chị là đại hiện đang ở chung với chị hả? Hiện giờ thì hai mẹ con được ở chung với nhau. Quê chị ở đâu, ở Việt Nam chị? Quê mình ở An Giang, Châu Đốc An Giang, mà ở gần ở chùa Bà Chúa Xứ á, ở Châu Đốc á, Nguyên Quỳnh có biết không? Dạ, em có đi tới đó, em có đi dạ. Đi chùa ở trên đó. Nhưng mà cái gốc chánh á, là mình ở Tú có trồng tịnh biên á, có cây cầu đi qua biên giới. À. Hiện giờ anh ba mình vẫn còn ở đó. Thường thường ở đó có rất là nhiều người lai phải không? Đúng rồi, Miên Lai Tàu. Dạ. Có ba mình là người Miên Lai Tàu, ba mình họ Lâm. Dạ. Chị được mấy anh chị em chị? Mình được năm anh chị em, mà ba ông anh á thì hiện tại giờ còn đang ở Việt Nam, còn mình lãnh được người chị qua đây. Nhưng mà bây giờ thì riêng rồi chị qua đây rồi, chị cũng bảo lãnh được thằng con trai qua rồi, nó có vợ có con. Thành ra mình tách ra, mình không ở chung nữa. Dạ. Chị của chị á, là cũng không có chồng không? Chồng chị mất. Khi chị qua đây rồi, hai người ở bên đó thì ly dị lâu rồi. Rồi chị qua đây thì mới hay ảnh mất. Ảnh có vợ sao, ảnh mất rồi. Dạ. Chị với ông chị, chị với ông xã là chia tay hay là ông xã chị sao chị? Mình với ông xã chia tay nhau hồi năm 2010. Chị có thể cho biết một sơ một chút lý do không? Mình nói lý do này chắc không có ai mà tin được, ngay cả chắc Nguyên Quỳnh cũng không có tin được lý do mà ly dị đâu. Lý do ly dị của ảnh, chị hỏi bây giờ cho chị biết một cái lý do nào chánh đáng để mà đưa đến cái chuyện ly hôn á, thì ảnh nói với chị rằng tại không thích con chị thì thôi con em được không. Nói vậy thì khi ảnh nói như vậy thì cạn lời rồi, mình không cần nói nữa. Thì lúc đó chị mới đặt tên chị ký. Thì khi chị ký xong thì chị cứ dẫn đứa con đi thôi, còn nhà cửa đồ, tại vì khi ảnh cưới chị qua đó thì ảnh có nhà, tại ảnh nuôi hai đứa con, có căn nhà single house em cũng nhỏ nhỏ, thời điểm đó chắc khoảng trăm mấy hai trăm thôi. Yeah. Thì khi anh bán căn nhà đó thì anh mới đao vô, về với chị mới đao vô một căn nhà 450.
cái thời điểm 2005 á, là nhà nó hot lắm, để mới lấy tiền ảnh đăng. Thì khi chị qua Mỹ nè, chị có xách có cái vali thôi, hai cái vali chứ, là đi qua bên đây. Thì khi mà chị ra đó, chị cũng đi ra là chị dắt xin dắt được theo đứa con, tại vì tiền đao cũng là của nhà ảnh, thì của ảnh, tuy là vợ chồng sống chung 12 năm nhưng mà chị còn mắc cái nợ của ảnh, thành là chị sẽ trả cái nợ đó, là ảnh cứu lại cái mạng của chị. Tại vì chị ảnh làm hãng mà, làm hãng xưởng, ảnh làm ảnh qua 5-7 năm lận răng, rồi sau này ảnh nghĩ cái đó, ảnh hãng đó nó lay off, ảnh mới xin qua cái hãng ảnh làm mấy cái body, mấy cái khi mình bị thương, mình bị đụng xe đồ đó, có mấy con ốc mà nó gắn vô người đó. Thì ảnh làm cái lương cao lắm, ảnh có bảo hiểm group. Thì khi chị qua đây chị sinh con rồi khoảng 2001 đến 2005 á, thì chị bị thận. Chị bị gì? Bị thận á. Rồi chị cũng đi lọc máu hết 1 năm, và chị may mắn, chị cũng cảm ơn trời Phật là chị được thay thận của con bé, nó lên 16 đến 17 tuổi. Nó cho chị thận. Mà trong cái thời gian đó đó thì ở đây bác sĩ ở Mỹ này họ nhân đạo lắm. Họ nói là trong gia đình nó có ai mà hợp máu, thường là xác suất của gia đình nó sẽ được cùng nhóm máu hơn. Thế không còn mình lên nước chờ tới 6-7 năm lận neo bình ôn, không biết là lúc nào. Thì chị may mắn là ảnh cũng bảo lãnh được người chị của chị qua, đấy là cho. Nhưng mà khi chị qua rồi đó, thì cái thận của chị nó chỉ hép được cho ba điều của chị thôi, chứ nó không thể cho. Cái người cho đó là cái thận nó phải 95% đến 100% mới cho đi. Nhưng mà cái thận của chị nó không được tới đó, thành ra nó không dám lấy. Nó sợ lấy thì chị cũng không khỏe, mà chị của chị cũng đâu có khỏe, rồi sợ mình xung ngược lại đó. Thành ra khi lãnh nó làm, nó ký giấy, bác sĩ ký giấy cho chị qua theo cái diện nhân đạo. Rồi hãng xưởng của ảnh nữa, nó cũng ký giấy qua, nó cũng, nó là bảo đảm đó, có giấy tờ thì chị bên Việt Nam đi phỏng vấn 2 lần thì chị được qua. Rồi trong thời gian qua nó check thì nó thấy là cái thận của chị không có gớt, nó không có dám lấy. Rồi nó nói gì nhân đạo, nó mới cho đeo cái máy trong vòng 24 tiếng để coi cái thận nó quớt như thế nào á, thì nó mới cho ra cái kết quả cuối cùng. Thì cũng ngay lúc đó thì chị nhận được một cái cuốn, cái phần của chị á, thì đã chuẩn bị hết rồi, chuẩn bị hết để lên bàn mổ. Rồi chị mới, trong thời gian chết như vậy á, thì một buổi tối á, chị mới nhận được một cuốn phone của một người bạn làm neo chung đó. Chị có 4 đứa con gái, mà đứa lớn là 16 lên 17 tuổi, bị accident xe đó. Mất. Lúc đó mất thì cái não nó chết thôi, nhưng mà cái người nó vẫn còn nóng á. Khi chở vô bệnh viện của Children á, thì họ tích cực điều trị nhưng mà cũng không có được. Vô thuốc rồi nhiều quá nên bé mất. Thì lúc đó bạn chị mới gọi cho chị, không có thân thích gì hết, chỉ là làm chung thôi. Nó thấy chị cái cảnh chị đi bệnh, đi lọc máu gì đó, thì nó mới nói là chị à, em request cái tên của chị cho thận. Nhưng mà chị coi nếu mà chị lucky, chị cùng nhóm máu của cháu thì chị nhận đi. Thì lúc đó mới gọi cho bệnh viện, con của ảnh mới gọi cho bệnh viện ở dưới Miami á, cái chỗ mà chuyên về thai thận. Thì may mắn là chị cùng nhóm máu thôi, thành ra chị nhận được của bé một cái. Mà khi mà chị nhận của bé xong rồi á, thì cơ thể của chị nó khỏe, nó lại bình thường lại. Tuy rằng Darlene nó cũng, lúc đầu thì nó cũng đau, nhưng mà bây giờ thì thời gian 2008 tới bây giờ thì nó cũng đỡ lắm rồi. Nó cũng nhập, hòa nhập vào người mình rồi. Thì từ đó, khi mà chị ấy rồi, thì từ đó đổi về sau mới là vợ chồng có chuyện. Bác sĩ nói là chị rất là may mắn, là khi chị nhận được cái thận của bé nó vừa strong mà vừa young, tức là vừa khỏe mạnh đó. Nó vừa trẻ mà vừa khỏe, cho nó mới quét cấp cái body của chị nó được như vậy. Thì chị cũng cảm ơn trời Phật là mình được cái đó. Nhưng mà ngược lại thì gia đình nó không có được.
Rồi ảnh khi xong á, thì ảnh muốn chị của chị á, đi về Việt Nam. Mà chị á, thì bên đây, ảnh qua năm 75, ảnh qua cũng có một mình nè. Mà chị bên đây thì cũng có một mình. Ảnh có hai đứa con, chị có một đứa con. Tại sao không để cho bà chị ở bên đây? Có nhiều người, người ta tốn rất là nhiều tiền mà người ta cũng đâu có qua được nước Mỹ, phải không em? Thì khi ảnh dứt khoát ảnh muốn bà chị về. Chị mới nói không, mới nào chị không chịu, chị nói với ảnh là thôi. Tại vì visa tới một năm lận. Đó, thì từ từ mình kiếm người rồi cho chị nó xài nhiều quá đi, ảnh không có cover nổi. Vừa hai đứa con ảnh, rồi vừa chị. Mà chị là bệnh, rồi đứa con nhỏ nữa một mình, ảnh cover không nổi. Cái chị nói chị cũng khỏe mà, chị chỉ cái thận nó giúp cho ba đi thôi, chứ chị cũng không có đến nỗi chị bệnh. Cho chị ở đây đi, nếu mà trong vòng một năm mà mình không có người á thì chị đi về cũng đâu có sao, phải không em? Mà ảnh không có chịu. Anh nhất định ảnh muốn cho chị của chị đi về. Mà em có biết trên đời này có những người mà người ta không hợp đến nhau như là mặt trời mặt trăng, không biết nguyên do tại sao. Trước mặt chị thì chị không có thấy nó có cái gì ngoài cái lý do là ảnh muốn chị về. Còn sau lưng đó ảnh nói nhiều về chị thì chị không có tin chị là chị của chị như vậy. Rồi mới đầu thì còn nói nên qua nói lại, nhưng mà sao càng lúc ảnh lại càng nói leo lên. Chị nhịn nhiều lắm, chị muốn cho mọi chuyện nó được suôn sẻ, nhưng mà từ từ ảnh nói cao cao thì ảnh nói đụng tới cả gia đình, nói luôn cả, nó dối tới cha mẹ mà má chị mất rồi. Chị chịu không được, rồi chị mới lên tiếng. Từ đó cứ đem cái câu chuyện như vậy ra nói hoài. Cuối cùng ảnh mới, một ảnh đòi ly dị với chị. Mà em chỉ không biết là khi ảnh qua bên đây năm 75 như vậy, tới giờ ảnh sống một mình với con, chị không biết sao mà cái tình cảm gia đình, ảnh là con một, rồi có nhà mẹ, có vợ sao, rồi có dàn sao, nhưng mà ảnh qua đây lâu quá rồi cũng không có gần gũi em út chiều. Tuy rằng ảnh có giao thiệp, có cho tiền, nhưng mà cái tình nghĩa mà một từng khúc ruột mình trông ra đó, ảnh không có đó thì sao? Ảnh không chấp nhận được cái điều đó. Ảnh cứ một ai ảnh muốn chị gì vậy. Rồi tới khi ly dị ra, ảnh cứ trách chị, ảnh cứ nói rằng là ảnh đã lo cho chị đủ thứ. Cái mạng của chị ảnh còn lấy lại được, mà ảnh lo cho chị, mà chị lại thà là hy sinh chồng chứ không có mà hy sinh chị. Tức là chọn gia đình chứ không chọn cái tôi của ảnh, người đàn ông nó lớn tới độ vậy đó. Thì giải thích hoài cũng được. Tới ngay cả bây giờ em có biết chị với ảnh trở đi trở lại trong 10 năm đó ba lần mà cũng không xong. Ủa chị, nhưng mà chị của chị đi qua đây vậy rồi, chị của chị có được ở đây không hay là phải bị đi về? Bây giờ chị đỡ rồi, bây giờ chị qua đây rồi. Không, là lúc mà chị nói em là visa chỉ được có một năm là đi diện gì qua, đi nhân đạo qua là ở một năm thôi hả, còn phải về hả? Không, rồi khi chị gặp người ở đây, chị ở lại đây. Chị ở lại đây em biết không, là chị lập con chị qua. Rồi con chỉ cưới vợ, rồi có cháu nội, mà chỉ có nhà nữa, mà mẹ con chỉ đang ở ở Pháp mình nè. Mọi cái phần số mình thì mình chịu không sao. Nhưng mà ông bác sĩ ông đã nói rồi, ông nói chị á, ông kêu chị á đừng có làm neo nữa, kiếm cái chuyện gì làm đi. Mà chị nói chị nô cho rồi, tao phải nuôi con nữa, tao phải đi làm chứ. Chứ bây giờ không làm neo tao đâu biết làm gì. Cái ổng nói á, cái tôi nói thôi chị, thôi để chị mua vé số nha. Cái ổng nói mày đừng mua vé số, mày không có trúng đâu. Tại vì ở trên đời này á, người ta chỉ lucky one life hoặc là lucky money, phải không? Là một lớn thì chứ là cái cuộc sống, cái đời nó của mình, cái mạng của mình. Hai là về tiền. Mà bây giờ mày đã lucky cái life của mày rồi thì mày không có tiền đâu, mày đừng mua vé số. Đúng là chị may mắn thiệt luôn á, nhưng mà tội nghiệp con bé kia quá ha, còn trẻ quá chừng luôn má. Nó còn trẻ, khi nó cho được, nó cho tim nè, không phải, nó cho gan nè,
nó cho cũng được nhiều thứ lắm, nhưng mà cho tim á là phải để tới 7 ngày lận. Mà em biết cái khi mà người ta mất rồi á, nó đặt cái ống á, em biết ơi, cái ống nó bự như vậy nè, nó giống như là cái ống loại gì, cái ống khói vậy đó, ống thổi á, để nó đặt vô, em biết không, để nó thổi cái bộ phận cơ thể nó giữ, nó không có biết thôi. Khi em đến gần á thì sau 7 ngày em nghe cái mùi rồi, nó có mùi rồi, nhưng mà cái nó giữ được, nhưng mà cái tim á là phải giữ 7 ngày mới được. Rồi má nó vô, mỗi lần má nó vô thấy cái cảnh chị đau lòng quá, chịu không nổi, có đào á, nó tốt lắm. Bây giờ ba đứa con gái học đại học á, toàn được học bổng mà đi học xa rồi hết rồi. Mỗi lần mà Christmas á thì chị tới, tại vì mình làm nail là mấy cái lúc đó nó bận lắm, thành ra chị đến trước một hai ngày vậy đó, thì có khi mới, cũng có khi gặp mấy cháu, có khi không. Mà khi gặp mấy đứa nó cứ ôm, dì Phương có khỏe không, dì Phương có khỏe không, thấy thương lắm. Mà mấy năm đầu á là mẹ nó cứ ôm mình khóc miết à. Nhưng mà sau này thì ngoan ngoãn cũng đã rồi. Tình trạng của chị ly kỳ ha. Nhưng mà chị rất là may mắn á. Mình thấy mình may mắn. Cho tới ngày hôm nay thì lúc mình đi ra thì con mình cũng 9-10 tuổi. Thì làm mẹ đơn thân nuôi con cũng được. Mới đầu sợ nhưng mà cuối cùng cũng được phải không? Từ không, từ quen hả? Được người chị á. Có người chị mình đi làm mà mình gửi con chị á thì chỉ qua đây chỉ giữ baby sit không à. Mà chỉ giữ baby sit được lắm. Chỉ giữ có khi một ngày chỉ giữ 13-14 đứa luôn á. Wow, vậy đó. Chỉ giữ giỏi lắm, mà tới giờ ăn là ăn, mà tới giờ ngủ là ngủ. Em biết không, mấy đứa bé nó nhỏ nhỏ đó mà kêu lại bú, thì tới giờ bú rồi kìa là tự động ha, kéo cái gói, đứa nào có cái gói nấy, mà bưng cái gói đâu có nổi đâu, cứ nắm cái đầu gói kéo lớp cái vậy đó, mà đi lại để gói nằm xuống thay tả là tự động quăng tả đem đi bỏ vô thùng, tự động hết á, thấy thương lắm chị. Nhưng mà lúc mà chị của chị qua bao lâu là chị với ông xã chia tay luôn? Khi mà chị nói chị thai 2008 thì tới chị bà chị thì chị nói Dượng ơi, tôi chỉ ở đây khi nào em tôi khỏe đó, là tôi sẽ kiếm việc làm rồi tôi đi làm, chứ tôi không có ở đây, tôi không có ở đây đâu, mà tôi cũng không có, tôi cứ với Dượng là tôi cũng không có làm cái gì mà phiền đến Dượng đâu. Chị cũng nói thì cho chị ở nhà, cái ảnh nói là ảnh không muốn chị ở trong đây, muốn ở trong nhà. Bây giờ có thể là đi mướn cái như là đi xe phòng ta đó, là cho chị ở đi. Chị nói không, chị không có làm được như vậy, trong khi nhà 3.500 square feet đó, nhà mua 450 mà lại bà chị mình qua mới chờ nhà, hai đứa nhỏ đi học đại học rồi, có hai vợ chồng ở nhà với thằng con á, chị tới chị lui thôi, lên lầu xuống lầu là nghe tiếng động của nó thôi, còn nhà bự gì đâu có nghe. Mà chị mình qua á thì đi kêu đi ở xe phòng, mà em biết ở đất Mỹ mà như đứa con nít tiếng Anh tiếng U không biết, xe thì không biết lái luôn, thì làm sao mà đi ở xe phòng ta rồi làm gì xấu. Chị không chịu, chị nói không. Rồi ảnh cứ nói này nói kia, chị mới nói một câu, anh à, anh không có từng từ trong nóng ruột đụng tới ruột nó đau, anh không có từng thống tới cái kiểu mà chị em mẹ thì ba chị mất chỉ có 2 tuổi thôi, má chị 38 tuổi mà 5 đứa con đó, một gành nóng nuôi 5 đứa con lớn, có một mình chị được ăn học thôi. Chị ở bên Việt Nam á là chị là nữ hộ sinh, chị làm bên sinh để nó nữ hộ sinh mà hộ sinh trung cấp. Rồi chị của chị học có lớp 9 là lớp 10 là chị phải nghỉ rồi. Rồi chị đi buôn bán với anh ba, anh năm, anh hai, rồi mấy người đó đi lo buôn bán. Rồi phụ với má, má cũng đi buôn bán kia đó. Rồi chị có người dì, mà dì không có chồng. Rồi cái má mới cho chị, cho bà dì làm con nuôi nên chị họ Trần. Còn mấy anh kia thì họ Lâm. Là ba chị mất vậy là một mình má chị nuôi hết mấy anh em. Chị có hỏi má chị sao mà gia đình chị, ba chị là Lai Tàu á, chị mới hỏi sao mà ý không lập gia đình nữa đi, một mình nuôi con cực vậy. Cái má chị mới nói cũng muốn lắm nhưng mà sợ
ta không thương con mình. Ta nói vậy, người ta không thương con mình rồi người ta đánh đập con mình thì mình chịu đâu có nổi. Mà má chị hiền lắm, Trung Quỳnh ơi, mỗi lần mà chị với bà chị nhớ hồi đó trốn đi coi ở quê mà lâu lâu có hát cái lương đồ nó về đó, cái trốn đi coi má chị đợi cửa ha, vừa bước vô nhà nằm xuống hai chị em nằm dài đó, nói không cho đi mà cũng đi, cầm cái cây dữ dội lắm, má là khóc rồi má vậy á, cái mẹ con ôm nhau thôi. Gia đình chị á, dù khó khăn nhưng mà rất yêu thương nhau ha. Rồi bên đây rồi ảnh không chịu, rồi ở trong nhà cắn đắng ngoài, mà chị không hiểu cái người ảnh khó. Nhưng mà khi đó là ở chung đó là được bao lâu, chị của chị ở chung là được bao lâu? Trời ơi, ở không được 1 năm nữa mà chị dọn đi luôn đó phải không? Là khi chị qua qua rồi bắt đầu chết các chị nó rồi lấy không được là không, thì vừa lúc đó con bé nó cho thận thì chị đi thay thận đó. Khi chị thay, chị nhớ chị thay tháng 1 của 2008 thì chị thay là gần Tết thì má chị mất rồi. Má chị mất rồi còn bà gì, thì chị ở nhà thương, khi chị tỉnh lại thì chị cũng gọi chị nói chuyện với vậy chị không rồi. Rồi xong rồi là tới tháng tới lúc mà chia tay là chị xách hai vali đi là dẫn chị con chị với chị đi. Là chị của chị đi rồi. Oh. Khi mổ xẻ xong chị đâu có chịu nổi cảnh đó. À. Chị có người cũng có bạn bè của chị á. Mới nói là thôi người ta cần có người giữ con, người ta làm neo á. Người ta cần có người giữ con, thôi chị đi lại đó thì giống như làm ô sin vậy đó. Nhưng mà người ta có hai đứa con, rồi hai chồng đi làm, chị ở đó, chị cơm nước cho người ta, rồi chị giữ, người ta cho chị giữ thêm 1-2 đứa nữa, kiếm tiền thêm. Nhớ, ta về ta chỉ mấy đứa nhỏ ăn uống thôi, còn cơm nước thì chị không nấu cũng được, người ta nấu. Nhưng mà riết là bà chị bánh nó ăn ngon lắm, anh riết tại giàu luôn. Rồi cái anh chủ nhà cũng lại là biết nấu ăn nữa. Rồi cái hai người mới hợp tác với nhau, mới nấu những mấy cơm phần đồ này kia. Em nấu bún bò Huế đồ này kia bán cho mấy tiệm nail, chạy lên mấy tiệm nail người ta order đó. Chị cũng có công ăn việc làm. Nhưng mà nếu mà chị đi ra ở riêng vậy thì cũng đâu còn liên quan đâu mà ảnh hoặc cũng không thích. Dạ. Tại vì chị ở đó ngày nghỉ của chị thì chị xách xe lại, chị nghỉ 1 ngày rồi chị chở chị đi đi shopping hay là đi đâu vậy đó, hai chị em mới có dịp gặp thì là ảnh không muốn. Em biết ngay cả nói chuyện điện thoại với nhau với chị của chị mà gặp ảnh là phải cúp liền á, cũng không được nữa. Thế mà chị ảnh nghe chị nói chuyện điện thoại với chị là không được, nói này nói kia mà dùng những từ ngữ em ơi, giống như nói riết rồi giống như là gia đình ở bên Việt Nam mình chắc mình thông qua Mỹ được, giống như mình làm gái hay là mình làm thành phần gì á, ảnh dùng mấy cái từ gì rồi đâu nhận được đâu em, thì buồn lòng phải nói. Dạ. Chị rồi bây giờ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ thì chị muốn người yêu sắp tới của chị, người yêu tương lai của chị, người đó tính tình phải như thế nào ha? Cởi mở, vui vẻ thì có thể là mình ngồi xuống mình nói chuyện được, mình nói chuyện với người đó được thoải mái, chỉ vậy thôi, đơn giản thôi. Còn nói giàu hả, từng tuổi này nếu mà chị gặp thì chị muốn người đó lớn hơn, tại vì ông chồng chị lớn hơn chị 1 con giáp. Chị cứ nghĩ là họ chân họ, họ cái tuổi họ lớn như vậy đó thì họ sẽ dịch chuyển chắc hơn, người ta nói chuyện chị họ cũng không có thích nhỏ hơn, tại vì mình nhỏ hơn chắc mình nhỏ tuổi hơn chắc mình thấy mình già đã xấu rồi còn bị chơi già nó chết luôn à. Xấu đâu mà xấu, dễ thương à. Rồi khi chị muốn đi thêm bước nữa thế này, chị có từng hỏi con chị là chị nói với con chị là chị muốn đi thêm bước nữa không? Nó nói còn nói con đi kiếm bạn đi, mà chị cũng có nói Thiện ơi con lớn rồi, thôi má kiếm bạn trai nha. Ok má mi, mami kiếm thằng trai đi, mà Nguyễn mami vui, mami cười hoài là được rồi, đừng có người nào làm mami khóc giống như ba. Dễ thương ha, nói chuyện dễ thương ha. Mà rồi. Chị với nó giống như bạn gì đó. Bây giờ nó có bạn gái rồi, em biết cũng nó bây giờ hiện giờ nó học năm thứ 3, nó học về
không đi bên Mỹ tiếng Mỹ kêu cái gì ha. Cái Việt Nam mình thì nói rằng là về pháp y á, tác nghiệm sắp chết rồi đó, thì nó ít nhiều nó cũng theo nói theo chị được chút xíu. Làm bao lâu nữa ra trường chị? Nó nói với chị á, hồi trước nó tính nó học ở đây á, bấm lấy cho đây á, nó nói nó học 2 năm. Rồi sau 2 năm đó nó đi lên Orlando với ba nó học ở đấy gì, nhưng mà ảnh dạy con rất là ngứa. Ảnh cũng nói một câu rằng là cuộc đời của ba qua đây á, làm cu li rồi, khổ lắm rồi. Tụi con phải học, khi mà học ráng mà phải học, thì đứa con trai lớn á, chị qua là nó mới học lớp 12 thôi, mà bây giờ nó cũng là kỹ sư về computer. Còn đứa con gái á, học lớp 8, 9 gì đó, chị nhớ chị qua hả, nó còn đứng nó trước kiến á, nó nhảy, nó vô mấy cái đội gì mà của trường học mà có đá banh đó em, mặc đồ cũng cỡ rồi đứng nhảy cầm hai cái bông nhảy vô vũ đó. Đó, nó vẫn còn đó, mà bây giờ là người ta là dược sĩ rồi. Nhưng mà chị được may mắn một cái nữa là hai đứa nó rất là thương em. Nó rất là thương em đó. Chị không có bận tâm về cái chuyện đó. À, ngay từ lúc nhỏ thì khi nó lớn rồi nó đi học, thì hai đứa kia đi học đại học. Nó đi học như vậy, nhưng mà từ xa đó, ở trên kênh Field đó, là không biết nó liên kết làm sao. Mà em nó ở nhà nó chơi game, nó chơi bất cứ cái gì thì anh nó cũng kiểm soát được. Là tới giờ kêu tắt ngủ là phải tắt ngủ, chị cũng không cần kêu. Rồi xong rồi liên kết với nhà trường, học sao chị có anh lo đó, anh dễ trai là ha. Con dễ thương ha. Còn chị gái thì nhỏ nhẹ hơn, thích chị gái hơn, anh dữ quá. Chị gái thì dễ chịu. Rồi khi cháu nó học ở đây 2 năm với chị á, thì mẹ đơn thân mà, rồi mình làm neo nữa, income cũng thấp, thành ra nó học với cái số điểm nó có được á, thì được chính phủ tài trợ. Thì nó học với mùa dịch vừa rồi á, nó vừa học mà nó, cái ngày mà nó học nó lái xe đó, chị cho ba nó dạy nó lái, nhưng mà cái ngày mà thi bằng lái thì chị chở cháu đi. Khi mà chở cháu đi cháu đậu rồi, nó nói má chở con đi lại cái chỗ mà nhà hàng mà gần chỗ má làm á, con xin việc. Cái nó trời ơi, mới đậu bằng lái mà đi xin việc hả? Nó nói dạ, con phải đổ xăng chứ. Nó nói em tới với chị vậy, thì chị chở nó lại đó. Thì cái bà nói, bà hỏi gì chứ, có từng làm đâu chưa? Nó nói chưa, tao mới có biết lái xe là bên tao mới khi bằng đậu bằng lái nè, bây giờ tao lại làm. Cái bà nói ông sao mẹ xu khiếu quá vậy, mẹ dễ thương quá vậy. Cái bà nhận nó làm, thì nó làm tới giờ luôn đó. Cũng gần chị lắm. Dạ, là lúc đó bao nhiêu tuổi hả chị? Thì nó lái xe nó 18 tuổi. Dễ thương ha. Ở đó chị với ảnh chia tay, chị không có lấy tiền trao support Quy Quỳnh, chị không có lấy tiền đó. Tại vì khi mà lấy tiền trao support nước đá đó, là phải trả cho chị là một tháng tới 620 đồng lận. Tại vì ảnh làm cái income cao, rồi cái thời gian đó chị bệnh đó, chị không có đi làm nhiều, thì nó tính ra cái income là làm cao quá, chị làm thấp quá. Thì luật sư nó có hỏi, mà luật sư là luật sư mà có mẹ là Việt Nam ở gần chỗ chị ở, mà cái chị đó bây giờ mất rồi, chị nhớ hoài những cái lời của chị nói. Nó nói mẹ sao mà phụ nữ Việt Nam ngộ vậy mẹ, hôn ly dị ra tài sản không, cái gì cũng không có muốn tranh chấp gì hết á, mà chỉ muốn có đứa con không vậy, rồi lấy cái gì cho nó ăn. Nó hỏi vậy đó, nó hỏi mẹ nó vậy. Chị với cái số tiền trao support là tới 620 đồng một tháng rồi. Thì con gái của ảnh thì biết tiếng Việt nhiều, mà con trai thì nó có mấy gì biết nhiều. Nó mới nói, nó nói dì Phương, nó không có phe với ba, tại vì dì Phương bệnh, dì Phương làm neo mà, dì Phương lãnh có tiền mặt với tiền check, còn ba là lãnh hô check, cho nên cái income của ba cao, mà dì Phương bệnh dì Phương mới đi làm. Nó trả 620 đồng như vậy á, là khi mà nó lấy tiền rồi là ba không có tiền ăn nữa, chứ đừng nói chi mà có tiền để mà trả tiền nhà này kia, không có đủ. Trả hết rồi ba không có tiền ăn. Thì lúc đó chị mới nói là con đừng lo, cái ly dị này á, là ba con muốn, chứ dì Phương không có muốn. Dì Phương đi làm về, em biết chị đi làm về một hai ảnh kêu, nói kêu về đi qua bệnh luật sư ngồi chờ. Lúc gây á thì nói ly dị
lúc nào mở miệng ra cũng ly dị hết, gây á. Nhưng mình nói rồi thôi, ngày qua ngày thôi, không ngờ chỉ mới vừa đi làm về buông cái giỏ xuống nó kìa, bên bển ngồi chờ rồi kêu đi qua. Nhưng mà anh nói yên tâm đi, anh sẽ kêu một người nữa biết là chị hén, thì có một anh làm chính. Thì mới hỏi lý do làm sao, thì anh nói là tại không thích con chị thì thôi con em, thì chị mới ký. Lúc đó là chị hết lời rồi, chị mới ký. Thì 620 đồng đó chị mới nói con đừng lo. Trên về mặt giấy tờ đó, thì cái số tiền trao số phận là 620 đồng. Nhưng mà dì Phương hứa với con, dì Phương không có lấy tiền đó đâu. Để cái tiền đó đó, ba con hép con mỗi tháng cho hai anh em con đi học college. Hiện bây giờ tụi con đang học college mà. Khi tụi con học xong thì em con nó lớn. Mà dì Phương thì tiếng Mỹ không có nhiều. Dì Phương muốn sau này hai đứa con giúp lại cho em đi học. Về phần tài chính, tiền thì dì Phương lo được. Nhưng mà về hướng dẫn học, về cái này, về cái kia là tuyệt đối. Dì Phương đâu có biết, bên Mỹ mênh mông quá, Phương không biết. Thì tụi con làm ơn giúp cho em điều đó thôi. Chỉ cần như vậy thôi. Và chỉ nói riêng với ảnh, bây giờ anh chưa có vợ. Anh sống như vậy thì anh cũng không có đụng chạm gì tới cái vụ tiền hết. Nhưng mà khi nào anh có vợ rồi á, thì anh phải trao tiền số phận. Tại vì á, anh phải nuôi con anh trước, anh mới nuôi vợ anh sau. Giống như đó em qua, mình chị qua cũng vậy á, Nguyên Quỳnh. Ảnh lo cho hai đứa con ảnh thì chị không có nói lời nào. Mình làm neo mà, mình làm có tiền mà đâu phải không có tiền đâu. Thành ra chị thấy như vậy là chính đáng. Ảnh nói sao mà rộng lượng chi mà còn ích kỷ lại một chút vậy. Anh nói không, cái đó là... con là con chung chứ không phải con riêng, phải không em? Chị nhưng mà bây giờ là chị dọn về ở xa ảnh rồi, đâu có ở gần nữa hả? Không. Rồi ảnh có như thường thăm con chị không? Hồi lúc trước thì có thăm, nhưng mà bây giờ thì ảnh về trên Orlando rồi thì cha con nó nói chuyện. Ảnh đặc biệt là rất là thương con. Chị đã trở lại với ảnh 3 lần rồi đó. Mà bà cuối cùng vẫn đi. Vẫn không thể chịu được. Tại vì chị với ảnh không có tiếng nói, như hai vợ chồng hình như không còn cái gì để mà nói về hai đứa nữa hay sao á. Không có gì để nói. Chứ, em biết lái xe từ chỗ chị mà đi lên Orlando á. Nói cái lôi chị của chị ra nói nữa. Mà hồi xưa thì còn ác nhịn, cái lên tiếng, còn bây giờ thì không thể nữa. Chị nó đã là quá khứ rồi thì đừng nói nữa, mà cứ lôi mà chị ra nói hoài à. Nói hoài cái hai chồng tiếng này tiếng kia, xong cái quay đầu xe về cái nghỉ đi rồi lên. Nhưng mà chị cho phép người đó nói về chị nhưng mà chị không cho phép nói về má chị, gia đình chị không cho phép mở miệng ra, là cứ chửi dân tộc lên chửi. Chị hỏi gì chứ những cái giờ mà học về dân phạm á, không có đi học hay sao vậy? Cũng như là nói chuyện một tiếng chửi thề đi. Ảnh lập luận, ảnh nói là ảnh không có min về ai hết. Nhưng mà tại ảnh chỉ muốn nói cái câu đó để nhấn mạnh câu văn. Chị nói không, không có trường học nào mà dạy mà cái tiếng chửi thề là để nhấn mạnh câu văn hết trơn á. Trừ khi nào anh nói với những người bạn bè nam của anh thì ok. Còn vợ con ở nhà anh không có được nói như vậy. Mà chị trở về với ảnh nguyên mình biết. Chị không có nói, chị nói lương tâm của chị. Chị trở về với ảnh toàn là những lúc ảnh bệnh. Một lần ảnh bị cancer phổi, ảnh hút thuốc dữ lắm. Uống hồi lúc mới cưới chị uống 28 chai bia là bình thường, lái xe đưa vợ con đi về bình thường. Nhưng mà người đàn ông rất là có trách nhiệm nha. Nhà cửa đồ trang hoàng một tay ảnh, nấu đồ ăn gì ngon ngon. Ở chị là vợ trước của ảnh đâu chị? Cũng ở gần, vợ trước cái ảnh với chị là cũng là bạn mà. Chị chiều cao của chị là nhiêu hả chị? Ở Việt Nam chị bây giờ vẫn 5'5" là cũng gần 1m6. Ở Việt Nam chị 1m6. Dạ. Chị rồi chị cân nặng bao nhiêu ha? Bây giờ chị tròn lắm rồi, chị 130. Ở Việt Nam còn tròn hơn. Không có tròn lắm đâu. Chị rầy hà rốt cuộc một mình mẹ đơn thân mà mua nuôi con mà mua được nhà cũng là giỏi rồi.
chị đâu có mua nhà được đâu, chị đi ra mà bây giờ chị ở apartment mà hai mẹ con làm. Tại vì con chị nó nói là nó học 2 năm rồi, nó nói má đừng lo cho con, má chỉ lo cho con cái chỗ của con ở hiện tại, là con ở và con học, con đi làm, những sinh hoạt thì con lo, mà con hứa với má là con sẽ học 4 năm thôi nha, khi con học xong 4 năm thì con mở thì con nghỉ một chút rồi con đi làm cái gì, chừng nào con muốn học tiếp nữa thì con học. Nó nói với chị nhưng mà con hứa với má là con sẽ học. Chị nói ok, má chỉ cần một lời hứa của con thôi. Chị nói má với con lắm, giống như bạn vậy. Bây giờ nó có bạn gái rồi, nó mới bỏ mẹ chứ. Hồi trước đi đâu cũng đi tiệc tùng gì cũng hai mẹ con đi thường. Bây giờ nó cảm thấy cô đơn đó phải không, muốn tìm một người. Chị đi làm một tuần thì chỉ làm 5 ngày thôi. Chị mới nói là nếu mà nó học 2 năm mà nó đi lên trên Orlando nó học với ba nó thì chị ở một mình thì chị cho thời hạn là khoảng chừng 5 năm nữa thì chị mới tính là có quyết định là mình có muốn kiếm cái nhà nhỏ nhỏ hay không. Còn không, bây giờ mình ở đây mình thấy thoải mái lắm, cái chỗ này hai mẹ con ở rất là thoải mái. Ở đây là chị thuê mỗi tháng bao nhiêu ha? Có 1.000 mốt à. Ờ, và 2 phòng hả chị? 2 phòng 2 bedroom luôn á nha. Cũng thoải mái ha. Mà nó lại ngay mặt đường nữa, gần chỗ chị làm 10 phút thôi. Rất là tiện ha. Mà cái khu này nó là cái khu dành cho low income. Nhưng mà low income mà nếu mà em hai phòng như vậy á, mà em 45.000, 50.000 em vô cũng không được. Mà em, tức là em khoảng 50.000 đổ lên đi income á, thì em cũng không vô được đây. Mà em dưới em cũng vô không được. Em gần gần đó. Còn nếu em thấp hơn chút đỉnh á, thì nó kêu em có người cô sai, viết miếng giấy cô sai để mà em không đến nỗi không có trả tiền nhà được á. Người ta cũng giúp mình nhiều lắm. Chị nhớ hồi dịch này á, mình cứ trả tiền mỗi tháng thì mình cứ đem check lên mình trả thôi. Cái bà chủ trên đó bà nói, bà là mễ á, bà nói mày đừng trả tiền nhà nữa, chính phủ nó sẽ cho tiền mày mà mày trả làm chi. Chị nói ôi vậy hả, mình không trả. Nó nói ừ, ở đây nhiều người đang cũng không trả đó, mà thiệt em, chị được 8 tháng không có trả tiền nhà. Cũng may mắn rồi ha. Ok chị, em rất là vui. Ủa mà chị, rồi chị có để ý được anh nào trên kênh của em không? Chị coi, có lúc coi, có lúc coi, lúc không. Nhưng mà chị thấy có một người đó, chị thấy về cái tâm họ tốt lắm. Chị nói cái tâm tốt là em biết rồi, mà ta cũng yên tâm. Nhưng mà bây giờ chắc nhiều cô chọn quá rồi thôi. Chị chỉ nói là nếu mà được về gặp nói chuyện được vui, chị thích người nói chuyện thì ok, nhưng mà thôi ảnh nhiều mối quá à. Chắc ảnh khó chọn và ảnh hơi bị đau đầu. Có thấy cái anh gì 0487 hả? 0487 mới đây thôi, anh Nguyễn Thăng Tư ở Canada. Anh ở Canada hả? Anh mới nhất luôn, mới tối hả chị? Phải không? Chị bấm chắc vậy quá. 0487 anh Tư phải không? Anh thì ra anh đó trắng trạng đó, em nhớ. Em rất ấn tượng với cái chữ đó nên em nhớ rõ. Em không nhớ ảnh tên gì nhưng mà em nhớ ổng, ảnh hay là dùng từ đó. Dạ. Anh này ảnh giống như cái anh cousin của chị, anh em bạn gì á. Mà giờ anh mất rồi. Anh nói chuyện cái cách vui như vậy đó. Mà chỉ có đặc biệt là dân miền Tây mới nói kiểu gì, mân miền Tây mà ở quê mới nói chuyện được như vậy. Đó. Mày tưởng tao khùng hả? Mày tưởng tao khùng hả? Tại vì cái ông anh của chị ổng rất là vui. Ổng nói chuyện, ổng nói chuyện vài câu là ổng cười, mà ổng cười nguyên một dài. Có thể như mình nghe cái nụ cười là mình biết con người họ chân thật lắm. Và thế ảnh sắp ảnh có nhiều cái giống ông anh của chị lắm. Ông anh chị ảnh bị
tiền về thần kinh đó, não á, mổ một sọ mất. Anh bị té xe, không phải là té xe em, anh đứng ở ngoài đường, ngoài sân tập thể dục chơi chơi, thằng bé nó chạy ngang, nó chạy xe đạp thôi, nó đụng mình. Đụng ảnh thì ảnh lật cờ, ảnh ngồi dậy mà ảnh vẫn có sao không con, có sao không con, thì ảnh đỡ con bé lên, cứ ấn một phủi phủi cho nó chạy, tại nó sớm mà về cái anh cứ nhức đầu hoài, anh nhức đầu hoài thì giờ mới đưa anh đi bác sĩ, rồi ảnh làm tới biết trúng kinh nào, và cuối cùng đã chuyện rồi ảnh mới điều trị về đi dược á, chăm cứu rồi đó, mà cũng không sao, rồi cái đưa lên thành phố mở hộp sọ thì ảnh mất. Chị có lên thăm ảnh một lần trước khi chị đi Mỹ thì nhưng mà ảnh vui tánh lắm, ảnh cứ nói chuyện kiểu như vậy, ảnh nhà mà có đám giỗ rồi đó là ảnh nói như vậy nè, ảnh thì ảnh có giùm bé ảnh có giùm bé mà ảnh, mà dì chị là ghét nhất, mà chị thì mới nói con cháu tôi chả có đứa nào mà như vậy hết á, mà có một mình mà nếu mà người ngoài á là dì không có cho con cháu chơi chung với ảnh đâu, tính như vậy là không có tốt. Mà em biết chị bến là nữ hồ sinh mà tất cả những người vợ của mấy ông anh cơ sở của chị là chị đều khám bệnh được cho, khám phụ khoa, khám dòng, tập dòng thì là chị làm hết. À, chị cũng sanh thôi tại nhà đó. Anh đám dỗ đó cái anh lại gần bà dì á, anh cứ vuốt bà dì không à, bà dì bà không có thích anh, em bên vuốt anh để ý còn nói ý nghe chị út tao nói nghe chị ngộ lắm nha, người ta nói nó thương tao, nó lo cho con từng miếng ăn từng giấc ngủ luôn ấy, mà sao không biết vợ con nó cứ theo đánh người ta hoài thì mình hiểu không, ý nói là cô vợ sao này nè lo cho ảnh từng miếng ăn giấc ngủ, thương ảnh lắm chứ đâu có làm hại ảnh gì đâu, mà sao cứ vợ ảnh cứ đi kiếm đánh người ta hoài à. Còn, anh nói chuyện đi có nó nói tưởng mình khùng hả, hay nói gì ảnh nha, mọi người tưởng tao khùng hả, tao không biết, tao biết chứ. Đào này kia, chị không nghĩ như vậy với mình. Tại vì ở Mỹ mà, khi mình làm lâu thì mình sẽ có chế độ thôi. Mình không có tiền mua nhà thì mình vô mấy cái chỗ khu người già 55 tuổi mình ở khi mình về già, phải không? Ai cũng có đồng tiền của mình làm thì mình sẽ có được tiền già thì chẳng hạn. Thì đừng có nghĩ là cái giàu ở Mỹ này họ giàu có như vậy thì họ cũng có phần cho con cái họ hết rồi. Đúng chứ rồi. Họ cũng đâu có để mà trụ đỉnh trong người họ đâu. Cái người ta nói khi mà giàu, mình đi Phật Pháp mình cũng nghe nói giàu họ cũng đâu có mua được cái giường bệnh của họ đâu, cái giường sức khỏe của họ đâu. Thấy không? Như chị đâu có tiền đâu mà sao chị cũng được may mắn là chị cho được thai thần, rồi chị có cuộc sống khỏe như vậy. Rồi ok, nguyện mình sống có tâm có đức một chút xíu thì mình sẽ được hưởng mọi thứ mình muốn thôi, từ từ, nhưng mà nó phải thích tham từ từ sống. Thì cần em dạ thì em chắc chắn sẽ gửi video này cho anh ấy xem ha, còn nếu mà anh ấy cảm thấy ok thì vui ha, còn nếu mà anh ấy cảm thấy không phù hợp á thì chị có muốn làm quen với người khác không? Dạ cũng được nhưng mà nếu được dân miền Tây thì cứ tháng. Dạ. Ok chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay ha. Em hy vọng sau video này sẽ tìm cho chị một nửa yêu thương nha. Chị có lời nào chào khán giả không? Trước hết là cảm ơn em đã nghe chị tâm sự lê thê như vậy. Sau là cảm ơn cộng đồng bạn. Và chúc những người ở, nhất là những người ở Việt Nam nên cẩn thận để mà vượt qua con dịch này. Tốt hết là nên ở trong nhà nhiều hơn. Tại vì dịch này mình không biết nó ở đâu để mà mình né, mình tránh. Những người mà ở bên, chúc mọi người được sống khỏe, sống vui. Nhưng mà chị vẫn đi làm mỗi ngày hả? Tại vì em thấy bên Florida là dịch tăng rất là cao. Dạ, thì dịch tăng cao lắm. Hồi trước chị cũng nghỉ cả năm, giờ chị mới đi làm. Rồi chị mới đi làm lại đây. Nhưng mà cái khu chị ở thì chị... Tại mình không biết nó như mặt mũi nó như thế nào thì mình cũng không biết. Nhưng mà mình lúc nào mình cũng đeo mask hết gì đó. Rồi mình làm mình cẩn thận. Mà người ta nói bây giờ dịch này, lúc này thì mấy em bé bị nhiều. Em bé bị nhiều lắm. Nên
ra hai đứa bé ở nhà cũng cẩn thận nha. Dạ, cảm ơn chị ha. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị ha.